của người chồng và bạn bè thân hậu. Đó là thứ việc vui và thật sự tích cực, không chỉ là những viên cơ hội sinh trái mà cả của tỉnh Guayana Việt Nam. Cũng là chính phủ của Castro và nói rằng là ông vẫn ở theo dõi từng tiếng nhắn chuyển của thương của thân hậu và hy vọng rằng là cuộc thi này với sự chăm sóc tận tình của bác sĩ đội ngũ mặt lượng sẽ kịp trở lại để thi đấu với Qatar. Nhưng nếu như trường hợp của thân hậu không được thi đấu được thì chúng ta cũng có một sân mạnh thi đấu không đến nỗi tệ để trận đấu với cả U23 Iraq vừa qua. Nga lại gần đây các cầu thủ U23 để cho các khán giả của chúng tôi có thể nhìn thấy các bạn gần hơn nữa. Chúng ta đang mong rằng là dạ cảm ơn hai. Em chỉ khuyên chân thành thôi mà. À bạn Long Nguyễn ơi, ở Facebook không có ở Trung Quốc không có dùng được Facebook bạn ơi.